Các bác nhìn form dáng bên ngoài của chiếc xe này nhá. Form dáng đẹp thật các bác nhìn. Các bác nhìn xem, nó rất là dài luôn nhá. Dài xích xót là 5 mét đấy các bạn. Và đây là chiếc xe với phân khúc là hạng D. Và lúc mới của cái dòng xe này đấy ạ, nó sẽ ở tầm là loanh quanh 1 tỷ đồng các bác nhá, loanh quanh 1 tỷ đồng. Và bây giờ đấy ạ, thì các bác mình mua chiếc này giá đã xuống rất là rẻ rồi. Chỉ còn là trên 300 triệu đồng thôi. Đấy, các bác nhá, thì là toàn thể các bác đã có thể là mua và sở hữu nó rồi. Một cái xe mà anh chủ trước anh độ vào rất là nhiều đồ. Đấy, các bác thấy là có na răng rất đẹp này, đúng không ạ? Đây, em sẽ di chuyển lên phần đầu của chiếc xe, em quay cho các bác mình xem về cái phần đầu của chiếc xe nhá, các bác nhá. Đèn của chiếc xe này ạ, các bác nhìn xem, đèn cũng đã được độ, đèn bi cao cấp luôn, loại xịn luôn, loại đắt tiền luôn, các bác nhá. Và cái đèn pha này là đèn pha xịn nguyên bản theo xe, các bác nhá. Mặt nạ của xe này các bác nhìn này, được ốp lốc rất là bóng, đúng không ạ? Biển Hà Nội, tên tư nhân, các bác nhá. Chiếc xe này anh chủ trước đã độ vào nó lên đến cả là vài chục triệu tiền đồ chơi rồi. Đã, các bác thấy không ạ? Ngay cái phần ngoài thôi thì các bác thấy là con răng này, đèn bi này, đúng không ạ? Và bên trong nội thất nữa, thì em sẽ quay cho các bác xem nhá. Lốp của xe thì vẫn còn tương đối là dày, đấy, tương đối là dày các bác nhá. Với lớp sơn của xe thì rất là mượt mà, bóng bẩy. Tôn vỏ của cái dòng xe này nó rất là cứng, chắc và dày dặn các bác nhá, rất là cứng luôn. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, một chiếc xe Nhật và được nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Ở bên ngoài đây thì các bác thấy là có nút tay, có nút bấm một chạm khi mình đóng mở cửa này. Và kính của xe bọc dán rồi, xi nhan báo rẽ trên gương là có cả rồi các bác nhá. Nội thất bên trong của chiếc xe thiết kế hoàn toàn là bằng chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản theo xe các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, từ phần tắp đến cánh cửa cho đến phần tắp lô và đến cái phần ghế ngồi các bác nhá, là chất liệu da. Và sàn của chiếc xe này anh chủ trước cũng đã lên nữa rồi, cũng đã lên nữa rồi các bác nhá. Đây các bác nhìn này, và màn hình của chiếc xe anh chủ trước cũng đã lên rồi, đã lên rồi. Và anh ấy chia sẻ lại anh lên vào chiếc xe này trị giá lên đến tầm khoảng hơn 50 triệu tiền đồ chơi các bác nhá. Và với thiết kế là cần số tự động đây. Và đây là vô lăng của chiếc xe, thì các bác thấy là vô lăng mang logo của hãng Nissan, đúng không ạ? Mang tên là Tiana, sản xuất năm 2010, máy 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Đấy, Nissan là của Nhật và được nhập khẩu nguyên chiếc luôn các bác ạ. Các bác nhìn xem cho em cái vô lăng đi. Đây bây giờ thì em sẽ quay cái vô lăng cho các bác mình xem luôn nhá. Vô lăng đẹp. Đấy, da của vô lăng các bác nhìn xem này, rất ok luôn, có tụ khí an toàn, có ga tự động, không cần phải đạp chân ga luôn, chỉ cần bấm đây thôi thì là các bác có thể điều khiển được chiếc xe di chuyển các bác nhá. Và bên đây có những nút bấm để điều khiển âm thanh và một số những cái để mình nói chung là chủ yếu là âm thanh các bác nhá. Vâng, còn điều hòa của chiếc xe là điều hòa auto tự động được nằm ở vị trí này, có đề khóa thông minh start stop được nằm ở vị trí này. Còn đây là đầu đài giải trí nguyên bản theo xe các bác nhá. Chỗ này được sơn màu ghi bạc đây, chỗ này được thiết kế sơn màu vân gỗ đây. Đấy, vân gỗ nguyên bản theo xe các bác nhá. Tắp nô của chiếc xe các bác nhìn xem ok chưa ạ? Bằng chất liệu da, và da của xe nó vẫn còn rất là mỡ mà, có tụ khí an toàn nằm ở đây nhá. Và chỗ này là có góc, và góc đây là có loa này, có loa các bác nhá. Đấy, các bác nhìn qua thôi thì các bác đã thấy chiếc xe này ok chưa ạ? Ok không ạ? Có thể được mấy điểm ạ? Dạ vâng. Các bác mình có cái lời đánh giá và bình luận gì thì mình hãy đánh giá bình luận ở phía bên dưới nhá, để mọi người cùng nhau bàn bạc và thảo luận. Chiếc xe đẹp của bên em đấy các bác ạ. Xe đẹp thì những cái vị trí như vậy nó mới được sáng đúng không ạ? Và vị trí này nó mới được sáng nữa các bác này. Đấy, vẫn còn châm sơn màu vàng đúng không ạ? Vòi vo xe rất là sáng đây, và mép cửa của xe được dán răng rồi, nẹp kính của xe được ốp lốc rồi đây các bác nhìn này. Bây giờ thì em sẽ đi một vòng xung quanh cho các bác xem về cái mẫu xe được mang tên là Nissan Tiana này các bác nhá. Và dòng xe này thì một cái dòng xe mà bên em bán rất là nhiều trong gian vừa qua, có thể coi là một dòng xe chủ đạo của bên em, lúc nào cũng có vài con. Bây giờ hiện tại cũng đang có vài con các bác nhá. Đấy, dòng xe phân khúc hạng D thì bên em có như là Mondeo này, rồi Solata này, rồi Camry, là Mazda, một số dòng xe phân khúc hạng D thì bên em đang có rất là nhiều các bác nhá. Còn đây là phía sau, các bác thấy cho em ở phần phía sau này là sẽ có body kit đúng không ạ? Có cảm biến chống va chạm, có camera lùi, có đuôi gió đúng không ạ? Biển Hà Nội, biển rất là dễ nhớ đúng không ạ? Biển rất dễ nhớ luôn. Và đèn của xe, đèn trước đèn sau rất là mới các bác nhá. Xe đẹp cho nên nó còn mới như thế này.
Các bác nhìn xem này, nó như là mới luôn đúng không ạ? Và có led được nằm ở vị trí đây. Vị trí đây các bác nhá. Đấy, và chỗ này được thiết kế có lẹp inox này. Lẹp inox này để chống khi mình có cọ quẹt vào đâu đấy ạ, nó không ảnh hưởng đến sơn, mà nó vào cái vị trí đó thì nó sẽ tránh xước sát cho chiếc xe các bác nhá. Bảo vệ cho thằng sơn. Lốp dày đây các bác nhìn này, lốp rất là dày nhá. Có phanh đĩa và có phanh ABS nằm 4 bánh. Và chiếc xe này được thiết kế là có 3 màn hình. Thì các bác thấy là đây một màn hình nữa và kia một màn hình nữa là 3 đúng không ạ? Và cửa gió có thổi ở phía sau này các bác nhá. Khi mình ngồi phía sau sẽ không bị nóng. Rồi, em di chuyển sang bên đây và giới thiệu cho toàn thể các bác xem và các bác biết một số những cái tính năng nữa của chiếc xe này. Xong sau đó thì em sẽ quay chi tiết lần lượt từng vị trí một cho các bác ngắm các bác nhá. Các bác đến với bên em, địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, phố Hải Dương, đối diện 225 Trường Chinh các bác nhá. Số điện thoại là 0938586307 và 0389000555 các bác nhá, và 0335838389. Đây là ba số điện thoại hotline, ba số Zalo của bên em các bác nhá. Các bác hãy alo kết nối Zalo để được biết thêm chi tiết. Và đây bây giờ thì em sẽ quay các bác xem phần mép cánh cửa. Các bác nhìn xem keo chỉ cánh cửa xe là vẫn còn này. Đấy, những bu lông ốc vít đây vẫn còn chấm sơn màu đỏ đây các bác nhìn này, tem vẫn còn này, nóng trong sơn zin các bác nhá. Bốn tâm đi cánh cửa của xe đẹp, rất là sáng luôn, các bác nhìn xem rất là sáng luôn này. Đấy, da xịn, không bị cong vênh và không bị sứt, không bị có dấu hiệu gì là kém ở phần tắp đi cánh cửa, chất liệu da này cũng kém đúng không ạ? Và đây nhá các bác xem cho em đây nhá. Đấy, đấy. Chỗ này bằng chất liệu da đây, đấy, sơn vân gỗ đây. Bốn kính điện, có gương điện nằm ở vị trí cánh lái này luôn. Và vị trí da này các bác nhìn xem không bị xấu kém gì cả đúng không ạ? Rất đẹp. Đây nhá, tay mở cửa đây, nhựa đây, vách cửa đây. Khung gầm cực đẹp luôn, rất sáng và không bị mọt. Tổng thể chiếc xe là không bị mọt chỗ nào các bác nhá. Vách cửa nữa đây các bác nhìn này. Và ghế đây các bác nhìn xem, ghế được trang bị là có ghế điện. Đấy, bộ ghế da xịn cao cấp, nguyên bản theo xe là cả bộ, trên dưới trước sau là cả bộ các bác nhá. Và chỗ này có thiết kế là mở cốp, mở xăng bằng điện các bác nhá. Đấy, táp lô xe đây. Đấy, ok chưa này. Đấy, chỗ này có cái vị trí để hắt kính nhá, có nghĩa là khi các bác mình di chuyển trên đường ấy, các bác mình không cần phải nhìn vào cái đồng hồ này, các bác chỉ cần phải nhìn vào cái hiển thị báo điện tử trên đây thôi thì các bác có thể là biết được là mình đang di chuyển bao km một giờ và tốc độ vòng tua của máy nữa, mình nhìn vào là biết ngay các bác nhá. Vâng, đây chỗ này có một cây phanh tay, phanh chân và bàn đạp ga. Chỗ này cái vị trí để cho mình đựng nước này. Đấy, đây nhá, đây nhá, cốp đồ đây. Đấy, để được rất nhiều đồ luôn ạ. Và ghế da của dòng xe này nó là ghế da xịn và được thiết kế nó rất là dày, cái mút bên trong nó rất là dày nhá. Khi mình ngồi nó cảm giác là rất là êm các bác ạ. Đấy, cảm giác rất là êm ái luôn. Em thấy rất ít có những con xe mà ngồi nó êm bằng cái con xe Vienna này các bác nhá. Và chạy cũng vậy. Chạy dòng này nó rất là đầm xe này, nó chắc xe này và nó êm, rất là êm ái luôn. Ngồi trên chiếc xe này nhìn như cảm giác như là những chiếc xe vài tỷ vậy đấy ạ. Chạy rất sướng các bác nhá. Camry chạy không sướng bằng luôn. Bây giờ thì em mời các bác xem đến những cái vị trí tiếp theo của chiếc xe này đây. Các bác nhìn xem nhá. Mép cửa này, bu lông ốc vít, mép cửa, dọc cửa, các thứ của xe ok, không bị xấu kém gì cả đúng không ạ? Bốn cánh của xe đẹp đều như nhau hết này. Đấy, hình thức nó đẹp quá luôn đúng không ạ? Mỹ mãn luôn rồi, hình thức của xe này không chê được rồi. Đấy các bác nhá. Chỗ này ốp lốc. Và cái chữ Tiên Na này khi buổi tối nó sẽ sáng, phát sáng là màu xanh các bác nhá, nhìn rất đẹp. Đây, móc chốt khóa đây các bác nhìn xem. Và đây ghế tiếp theo của xe đây nhá. Đấy, ghế đẹp chưa này các bác. Đấy. Nhăn nhăn này là nhăn zin nguyên bản theo xe, riêng cái dòng xe Tiên Na thì ghế con nào cũng vậy, kể cả như lúc mới. Đấy, nó cũng thiết kế là nhăn nhăn như này nhá. Đấy, kiểu của nó như vậy, kiểu thiết kế ra là như vậy chứ không phải là nó bị xấu mà nó nhăn đâu các bác nhá. Vị trí đây đâu có một cái để cho mình tì tay và đựng nước, đựng đồ đây. Các bác nhá. Đấy. Chỗ này cửa gió đây các bác nhìn này. Khoang nội thất của xe thì rất là rộng rãi luôn. Dòng các thứ của xe là đẹp. Đấy. Chỗ này được ốp lốc này. Cột kèo zin nguyên hết các bác nhá. Đây, những cái đinh này của xe vẫn nguyên hết các bác nhìn này. Cam kết bảo hành cho các bác về chất lượng xe và sẽ không có những lỗi tai nạn đập đụng ngập nước thủy kích gì đấy các bác nhá. Chuẩn chỉ về vấn đề pháp lý. Cho nên là mình yên tâm tuyệt đối cho em.
các bác đang quan tâm đến ô tô cũ hãy qua với siêu thị ô tô Hải Dương, hiện tại đang có gần 200 chiếc xe các loại để cho mình tham khảo nha các bác, rất nhiều luôn. Bây giờ thì em mời các bác xem đến cái phần đầu của chiếc xe, các bác nhìn xem nhá. Ở bên ngoài của cánh cửa đây thì các bác thấy này, là có xi nhan báo rẽ nằm trên gương, và gương này có chế độ cục gương các bác nhá. Có nút bấm từ một chạm được làm bằng tay nắm cửa đây. Đấy, đẹp kính rất đầy đủ này. Lốp dày này. Đấy, và đây là đèn pha tiếp theo của xe. Đèn pha trong vắt luôn, có quả bi cầu bên trong. Quả bi cầu, một đôi bi cầu nếu mà loại xịn thì các bác phải mua đến cả là phải lắp đến cả là trên 10 triệu đồng các bác nhá. Mà đây là loại xịn luôn. Cụ thể phần đầu của chiếc xe Tiana đây, để các bác xem này, cụ thể phần đầu đây nhá. Cái mặt nạ ga lăng của xe được ốp lốp rất là sáng bóng luôn này đúng không ạ? Chiếc xe mang biển số Hà Nội, các bác mình khi về Hà Nội hay là về một số những cái tỉnh thành gần khu vực Hà Nội thì các bác mình tiết kiệm được một khoản chi phí sang tên. Đấy, biển Hà Nội rồi thì bác nào muốn lên Hà Nội thì mình chỉ cần làm đăng ký thôi thì nó có thể vào tên được. Còn bác nào mà ở quanh khu vực Hà Nội thì chỉ cần làm công chứng thôi, hết mấy trăm nghìn là xong nhá, không cần phải sang tên là gì, đó tốn tiền và mình đỡ mất cái biển Hà Nội. Biển Hà Nội nó có rất là giá trị luôn, khi mình sau này bán đi nó rất có giá trị luôn các bác nhá. Đăng kiểm của xe tháng 9 năm 23 các bác nhá. Bây giờ thì em tiến hành mời các bác xem sang bên đây. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết hơn, đã em quay qua bây giờ em sẽ quay chi tiết hơn các bác nhá. Keo chỉ mép cánh cửa xe là vẫn còn đây các bác này, và những con bu lông ốp vít, những cái phần con vít đây các bác nhìn xem, những con chấm sơn màu đỏ chót đây vâng. Mép cánh cửa đây, tổng thành chiếc xe của xe, tổng thành của chiếc xe đấy các bác nhìn xem này, tổng thành từ bên trong ra bên ngoài khá là mướt mượt đúng không ạ, anh nhớ các bác. Những cái đồ nhựa vị trí bước lên bước xuống đây các bác nhìn xem, nó không bị xước gì cả đúng không ạ. Đây em quay làm sao đầy đủ và cẩn thận nhất để các bác xem không bị lóa này, rồi không bị mờ này, rồi không bị rung này đúng không ạ. Các bác không đến xem xe được, bên em ship đến tận nhà cho các bác để các bác xem nhá, xem và test kiểm tra thoải mái trước khi xung tiền. Hỗ trợ sang tên, hỗ trợ đổi biển, hỗ trợ ship và chuyển xe toàn quốc cho các bác. Và đây là phần cánh cửa tiếp theo nữa của cái chiếc xe này, các bác nhìn xem nha. Đấy, các bác thấy ok không ạ? Em quay kỹ như vậy thì các bác mình ở xa các bác cũng thấy là chất lượng của xe, hình thức của chiếc xe này như thế nào. Còn máy số thì các bác mình yên tâm về bên em nhá. Thì bên em trước khi lấy về đã kiểm tra rồi, trước khi lấy chiếc xe này, trước khi nhập chiếc xe này về, bỏ tiền chiếc xe này để nhập nó về thì bên em cũng đã kiểm tra rồi các bác nhá. Các bác có thể kiểm tra lại. Đấy, khung sườn vách của xe là không bị số kém gì cả đâu, rất là đẹp luôn, không bị mục mọt han gì cả, không móp méo gì cả các bác nhá. Ở đây là phần tiếp theo của xe mà em đang quay cho các bác cùng ngắm đây. Đấy. Cửa đóng rất êm luôn. Đấy. Rất là khít luôn, rất là mút. Form sườn của xe khít lịt, tôn vỏ không bị bả ma tít các bác nhá. Và đây là phần dưới gầm của chiếc xe, để em mời các bác ngắm luôn này. Đấy, ngắm luôn dưới gầm nha các bác. Gầm thì thường thường bên em không rửa mà không vệ sinh gầm đâu, chỉ vệ sinh máy với lại vệ sinh nội thất bên ngoài thôi, còn gầm thì không vệ sinh các bác nhá. Gầm thì cũng quan trọng gì đúng không ạ, quan trọng nhất là nó không mọt là được, không lỗ ở dưới gầm là được. Em và các bác xem đến cái phần sơn vỏ bên ngoài của chiếc xe Tiana này, nốt phần bên đây các bác nhá. Các bác nhìn xem, gọn gàng sạch đẹp, tươi tắn, vỏ xe fit đều, không lỗi về thân vỏ, cho nên là tất nhiên thân vỏ xe là vẫn nguyên vẹn rồi đúng không ạ. Rồi đấy là phần bên ngoài, bây giờ thì đến gầm nốt này, rồi đến phần máy nữa. Chiếc xe với động cơ là 2.0 thì nhiên liệu nó tầm khoảng là gần 10 lít trên 100 km các bác nhá. Một dòng xe thương hiệu Nhật rất là bền, rất là lành tính, tiết kiệm những cái chi phí sau này các bác mình sửa chữa, các bác mình thay thế, các bác tất cả như tiết kiệm cả vấn đề là nhiên liệu luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ nâng cái cabo lên để cho tập thể các bác ngắm động cơ của nó các bác nhá. Chờ em một giây lát, em sẽ bấm nút cabo lên đã.
Và đây, đây là phần động cơ khoang máy của chiếc xe Tiana này coi nhá. Đến capo này, vì capo vẫn đẹp, khoang máy sáng, sạch, gọn, máy số ngon và vẫn còn rất là chất các bác nhá. Máy số tuyệt vời luôn, các bác mình không chê được về máy số của chiếc xe này. Vâng, như vậy tổng thành chiếc xe em đã quay và giới thiệu xong rồi. Các bác liên hệ sớm để chốt giá đẹp các bác nhá. Thủ tục sang tên, đổi biển, công chứng ủy quyền, rút hồ sơ bên em hỗ trợ. Rồi ship và chuyển xe toàn quốc bên em cũng hỗ trợ luôn. Rồi về vấn đề mua bán trao đổi. Đấy, bên em sẽ mua bán trao đổi cả toàn quốc các bác nhá. Các bác có xe gì bán bảo bên em mua lại cho với giá hợp lý. Và đổi xe cũng vậy, các bác có xe gì mang đến em đổi cho, tính toán hai bên làm sao hợp lý nhất bên em đổi cho các bác nhá. Và giá cả chiếc này thì bên em đang bán ở trên 300 triệu. Thì thường thường cái dòng xe này bên em vẫn bán loanh quanh tầm khoảng là 300, nếu mà đẹp thì nó tầm khoảng 350-360. Còn nếu mà nó mà bình thường thì bên em sẽ bán loanh quanh tầm khoảng 300 triệu một ít. Hiện tại bên em đang có một con 320 triệu các bác nhá. Dạ vâng. Và chiếc xe này thì nó ở tầm giá bao nhiêu các bác alo bên em để bên em chốt giá tốt nhất cho mình mua các bác nhá. Xin cảm ơn và chào tạm biệt toàn thể các bác.